trong những ngày gần đây, trên thị trường xuất hiện loại vải siêu to khổng lồ, to như quả trứng gà, thậm chí to bằng nắm tay trẻ em, với giá bán vô cùng đắt đỏ, từ 200 đến 300 ngàn đồng một ký. Đó là vải trứng, đặc sản tại Phù Cừ, Hưng Yên. Mỗi cân vải trứng chỉ có từ 16 đến 18 quả. Mặc dù vải trứng đã có cách đây nhiều năm, nhưng thường không có nhiều để bán, chỉ dùng để biếu, tặng. Nhận thấy vải trứng là giống vải có chất lượng tốt, cho hiệu quả kinh tế cao hơn từ 2 đến 3 lần so với vải lai chín sớm, địa phương đã mở rộng diện tích trồng vải trứng để bảo tồn và phát triển giống vải quý này.